À, bắt đầu nhé, hôm nay tôi sẽ cố gắng hoàn thiện sẽ nói một chút về hoàn thiện nhắc lại cho ta cái các cái kiểu dữ liệu chính của Python. Trong đó tôi nói thêm về hai kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu tập hợp và kiểu dữ liệu từ điển. Và hôm nay sẽ cố gắng dành một ít thời gian để nói cái ưu điểm, cái ưu việt của hai cái kiểu dữ liệu từ điển và tập hợp. Nhưng mà trước khi nói phần chính đó thì tôi sẽ cùng các bạn chúng ta quay lại cái chương trình tin của chúng ta trong lớp 10 nhé. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn quay lại cái hai cái bộ sách. Nên chúng ta lớp 10 sách học chúng ta chỉ có hai bộ sách thôi. Bộ sách tin kết nối tri thức và cái bộ sách cánh diều. Thì trên hình các bạn là cái mục lục sách giáo khoa của bộ sách kết nối tri thức. Đây, tôi cho bạn xem. Thế ra hai cái bộ sách này là viết, khi mà viết thì tất cả các tác giả đều phải viết theo cái chương trình đề cương của bộ. Thì cái đề cương của bộ nó chỉ có vài dòng thôi, nó chỉ có vài dòng, là một là trình bày các cái kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình bậc cao, lập trình cơ bản là một cái ý của trong chương trình, trong cái đề cương của bộ nhé. Ý thứ hai là mô tả cái khái niệm là hàm chương trình con. Ý thứ ba là nói và là phải học sinh biết được cách kiểm thử và gỡ lỗi. Đấy, như vậy là đó là ba cái và bốn là thực hành viết cái chương trình có tính chất liên môn. Thì đó là bốn gạch đầu dòng chính của cái đề cương của chương trình của bộ. Về cái phần lập trình cơ bản. Đó, thì như vậy là chúng ta cho nhớ rằng cái chương trình mới của chúng ta là cái đề cương của bộ là pháp lệnh, còn sách giáo khoa chỉ là sách tham khảo. Chứ tôi đã từng nói các bạn rất nhiều lần rồi là chúng ta hoàn toàn có quyền dạy khác với sách giáo khoa. Chúng ta có thể viết lấy sách cho mình được, viết lấy giáo trình mà hoàn toàn không cần sách giáo khoa vẫn không bị sao cả. Khác hẳn ngày xưa nhé, ngày xưa của chúng ta sách giáo khoa là pháp lệnh, chúng ta bắt buộc phải dạy theo từng bài của sách giáo khoa. Còn bây giờ thì không, sách giáo khoa chỉ là tham khảo, và theo cái mô hình của nước ngoài đấy là nó sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa. Bộ chỉ có cái chức năng là thẩm định xem cái bộ này sẽ khoan đã có viết đúng theo chương trình hay không thôi. Thì các bạn thấy, anh biết là cái bộ sách tin lớp 10 là nó có như là nó có bốn đơn vị là viết đấy, bốn bốn đơn vị là viết cái cuốn sách giáo khoa tin tin 10, nhưng chỉ có hai bộ là được thẩm định là đúng, là được, là qua, còn hai bộ là bị loại. Cho nên đây là cuốn sách giáo khoa tin 10 chỉ có hai bộ thôi, và hai bộ đó đều được bộ bộ đã ký là đồng ý đây là hai cái bộ sách là thỏa mãn đặt 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 yêu cầu có thể dùng làm sách giáo khoa tham khảo. Thì các bạn chú ý nhé. Như vậy là chúng ta không cần thiết phải tranh cãi gì về hai cái bộ sách này hết. Hai cái bộ sách này là nó là hai nhóm tác giả khác nhau, và chúng ta được quyền dạy khác sách giáo khoa miễn là thỏa mãn cái chương trình. Như vậy theo đề cương của bộ nó chỉ có bốn cái đầu dòng thôi, và thậm chí chúng ta có thể dạy Pascal cũng được, dạy C cũng được, dạy Python cũng được, chúng ta có thể dạy Java cũng được, dạy cứ nào miễn là nó là ngôn ngữ lập trình bậc cao và nó thỏa mãn bốn cái điều mà tôi nói nãy đấy, bốn cái gạch đầu dòng chính vì yêu cầu cần đạt của chương trình. Thì nhưng mà có một cái trùng lập là cả hai hai nhóm tác giả của hai sách giáo khoa đều chọn Python cả, chưa chứ không phải bên bên này chọn Python bên kia chọn C hay là ngược lại. Đó. Như vậy là tất cả các nhóm tác giả đều có cái thống nhất cao là nên loại bỏ, không sử dụng lại Pascal nữa, và các nhóm tác giả đều có đắn đo suy nghĩ giữa C và Python, và cũng do tình cờ là cả hai cùng chấp nhận, cùng đồng ý là cả hai nhóm đồng ý là không cần dạy C và dạy thẳng sang Python. Thì đây là tôi đã xem một vài cái thông tin trên mạng ấy, thì cái riêng cái phần dạy đưa Python xuống dạy cho cấp 3 ở Việt Nam là một cái cuộc tiến bộ rất lớn so với các nước khác. Hiện nay cái nước xung quanh chúng ta, cái nước như là Mã Lai hay là Sinh hay là Thái hay Indonesia, họ đều đang rất băn khoăn, họ đang nghĩ là có nên chuyển chuyển từ chuyển từ C sang Python hay không, và họ đang sợ, họ sợ không dám chuyển sang Python, họ sợ nó thay đổi nhiều quá, học sinh sẽ không học được. Nhưng mà Việt Nam chúng ta là cái nước đầu tiên là dám đưa cái Python xuống nhà trường phổ thông, nó là một tiến bộ rất lớn đấy nhé.
Rồi, thì đây các bạn thấy nha, đây là cái đây là danh sách là 17 cái bài của cái bộ sách đầu tiên tôi mới nói là bộ sách cân đối tri thức. Thì cho bạn xem nhé. Cái cách sách cân đối tri thức thì họ làm như sau này. Là có 17 bài, các cái bài màu đen ấy. Các cái bài mà chữ màu đen ấy là các cái bài mà là nó gồm có cấu trúc của nó là một lý thuyết và một thực hành. Đây. Bài 1 đến bài 7 này, bài 9 này, bài 11 này, bài 14 đều loại như bài là trong một bài như vậy, một lớp như vậy có 2 tiết và gồm có một lý thuyết và một thực hành. Thực hành là để bổ sung ngay thực hành ngay cái phần mà chúng ta đã học lý thuyết. Riêng bốn cái bài màu đỏ đấy, bài 8, bài 10, 12, 13 thì riêng bốn bài đó thì là có một lý thuyết và 2 thực hành. Vì sao như vậy? Vì tôi coi đó là những bài khó, chứ phần thực hành là tăng thời gian lên để cho học sinh có thể làm bài nhuần nhuyễn hơn. Riêng bài 15 là chỉ có 2 chữ lý thuyết thôi, 2 chữ lý thuyết thôi, vì phần này là theo tôi là phần khó, mà cũng không không đặt vấn đề quan không đặt là nó là một cái trọng tâm quan trọng của chương trình, cho nên là cái bài 15 là bài 2 chữ lý thuyết, còn 67 là 2 bài thực hành toàn bộ. Thì bài 16 là thực hành một phần sang cái phần kiểm thử ở phần ở bài 15 và một phần là viết chương trình hoàn thiện đơn giản. Và 17 là cái bài cuối cùng là ôn tập là lập trình Python. Đấy. Thì các bạn chú ý nhé, như vậy ở đây này, ba bài đầu tiên là ngôn lập trình bậc cao Python biến vào lệnh gán các lệnh vào đơn giản là cái phần đơn giản nhất mà trước tôi nói, chúng ta tất cả phần này thậm chí dạy một tiết là cũng xong, mà chúng ta phải trải ra như vậy cho học sinh nó thấu hiểu hơn. Và những cái phần đầu tiên này là phần chúng ta dạy cẩn thận và dạy hầu hết trên cái môi trường tương tác. Tiếp theo là cấu trúc điều khiển của Python thì mà chúng tôi chia làm 3 lệnh riêng biệt, một lệnh riêng cho lệnh if là bài 4, một lệnh riêng cho lệnh for và một lệnh riêng cho lệnh while. Đấy, cái này chúng tách ra cho chúng ta có điều kiện chúng ta chỉ mình kỹ hơn vào một lệnh và sau đó có thực hành luôn để học sinh sẽ hiểu luôn. Đấy, vì 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 sao chúng tôi không ghép for vào với while, bởi vì cái lệnh for của Pascal của Python nó phức tạp hơn là lệnh for của Pascal và C. Lệnh while thì rất giống, lệnh while thì dễ, lệnh while của Python thì nó giống như là gần giống hết tất cả mọi thứ so với Pascal và C, nhưng lệnh for là hơi khác, chúng tôi tách ra. Đã. Tiếp theo là chúng tôi mà mô tả như sau này, là chúng tôi mô tả kiểu số liệu list trước, danh sách trước, sau đó là kiểu sâu sau. Bạn thấy như vậy cái thứ tự nó như thế nhé. Vì sao chúng tôi lại đưa cái sâu ra sau của danh sách, trong khi đó trong ở trong Pascal thì cái sâu được mô tả trước. Chứ như là ở trong cuốn sách tin 11 thì vậy, thì cái phần sâu được mô tả trước, xong đến phần phần mảng sau. Nhưng mà đây chúng tôi đưa sau, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ lại là trong sâu nó có cái lệnh, có cái phương thức split ấy. Cái phương thức split là phương thức mà trong đầu vào là một sâu, đầu ra là một dãy, cho nên là dạy 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 lệnh split mà chưa dạy đến dãy, chưa dạy đến list thì rất là khó. Mình có cái lệnh rất quan trọng là lệnh split, là lệnh split ấy. Cho nên là và lệnh join, hai lệnh quan trọng của cái phần sâu là split và join đều sử dụng khái niệm là list cả, là mảng cả, cho nên chúng ta bắt buộc phải đưa mảng lên trước và đưa sâu ra sau nhé. Như vậy cái thứ tự việc dạy của phần này nó hơi khác so với sách 11. Còn tiếp theo là phần hàm thì chúng tôi đưa sau. Thật ra là hàm ba phần thật ra hàm có thể dạy xen kẽ vào dạy, dạy trước cũng được, không sao cả. Hàm có thể dạy trước, thậm chí dạy trước cả phần list cũng được nhé. Nhưng mà vì trong chương trình thì họ lại mô tả phần hàm sau, cho nên đưa ra sau. Còn chúng ta có thể đưa hàm lên trước tùy các bạn, cũng không sao cả. Còn cái phần nhận lỗi, biết lỗi thì hiểu rồi, nhưng cầm thử thì hiểu rồi. Như vậy là cái thứ tự mà bọn tôi đưa ra cái thứ tự cho các bài học này là, một là dựa trên đề cương chương trình của bộ, hai là dựa trên cái logic, cái mạch logic của Python mà chúng tôi đã biết và chúng tôi đã xếp như vậy nhé. Thì các bạn thấy như vậy, như phần mà tôi vừa mới trình bày các bạn trong 12 bài 12 buổi vừa rồi, chúng ta là đều qua hết cả cái này, thì chúng ta nắm vững rồi, chúng ta dạy rất dễ dàng, không có gì cả. Việc tôi mô tả sang cái mục lục của cái sách cái cánh diều đấy, thì của họ gồm là 18 bài, trong đó những cái bài ở bên cánh diều thì họ làm như sau, họ viết như sau, họ viết là các bài lý thuyết và thực hành riêng, những bài màu xanh là bài thực hành, bài màu xanh là bài thực hành, bài màu đen là bài lý thuyết hoàn toàn. Thì nó có hay của người ta,
Tức là trong một cái bài học như vậy thì họ là học lý thuyết hoàn toàn, hoặc phải hoàn toàn, chứ họ không giống như bên sách kết nối, sách kết nối thì là một bài như vậy là một lý thuyết và một thực hành. Còn bên này của nó là lý thuyết riêng, thực hành riêng cũng được. Thế thôi, đây là một cách kết thúc sao cũng rất ưu điểm. Nhưng mà có một số điểm khác như xác định như sau này. Ở bên Cánh Diều thì người ta một bài công bài 8 gọi lặp là họ gộp cả for và while và là một một bài. Trong khi mà chúng tôi sẽ tách ra làm hai bài. Thực ra là vì họ là coi lặp của họ đây là hai tiết, cho nên là có thể một tiết là for, một tiết là lặp, một tiết là while cũng không sao cả. Vẫn là bản chất vẫn là tách ra là một tiết for, một tiết while. Đấy. Tiếp theo là họ đưa cái chương trình con lên trước đấy, như vậy họ khác ở bên 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 kia nhé. Ở bên bên cái tri thức là hàm đưa vào sau sau cả list và sau cả show, trong cái đó thì là bên này thì họ đưa hàm lên trước không sao cả. Cái này là hoàn toàn không có gì, hai cái nào cũng được. Mà vì sao chúng tôi lại đưa ra sau? Bởi vì trong đề cương nó viết sau, đấy, như vậy đây là sau nên đề cương viết trước tôi đưa lên trước ngay. Nhưng mà đây theo tôi thì cái phần hàm này nói lúc nào cũng được, nói trước nói sau nói giữa lúc nào cũng được, vì nó là một cái ý, tức là nó độc lập với tất cả các kiến thức khác. Thì ở bên Cánh Diều họ là họ đưa lên trước rồi, nhưng mà có điểm khác biệt này. Bên Cánh Diều là họ sẽ mô tả phần sâu trước đấy, nhưng mà họ bài 12 là sâu này, xong bài 14 mới là danh sách. Như vậy họ mô tả sâu trước và mô tả danh sách sau. Mà chúng tôi ở bên bên bên, bên ở bên cái thứ tự là sâu trước hay sau thì nó giống như là sách là 11. Còn chúng tôi thì đưa ra sau, bởi vì theo chúng tôi nói như đấy, vì khi chúng tôi trình bày về sâu, chúng tôi phải bắt buộc phải trình bày hai cái thủ tục, hai cái phương thức quan trọng là phương thức split và phương thức join. Hai phương thức này dùng để làm gì? Dùng cho lệnh là nhập dữ liệu từ bàn phím trên một hàng ngang ấy, trên là một dãy các số cách nhau bởi dọc cách ấy. Đó. Thì ở bên này họ mô tả như vậy không sao, cái này theo tôi nó không quan trọng. Sau đó là kiểm thử một gỡ lỗi. Thì như vậy là hai cái em có theo, như vậy là cùng cùng một đề cương chương trình. Đề cương chương trình là pháp lệnh chúng ta phải theo, còn hai cuốn sách mô tả các thứ tự các bài là nó khác nhau, mà tôi thấy nó chẳng sao cả, hoàn toàn không gì là mâu thuẫn, không có gì là khác biệt. Thế nó mới hay, nó mới đa dạng, chúng ta có thể được phép lựa chọn cho nó thoải mái. Như tôi nói rồi, đây là chúng ta thậm chí chúng ta có thể dạy xen kẽ được, tức là chúng ta dùng xen kẽ các tài liệu. Như chúng ta cái bài một thì chúng ta có thể sử dụng cái cách cách viết của cái Cánh Diều, sang bài 2 chúng ta lại dùng cách viết của bên này, chả sao cả. Phần 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 dãy, phần list chúng ta có thể dùng cái tư liệu của bên Cánh Diều, nhưng sang cái phần sâu chúng ta lại dùng tư liệu của bên kết nối tri thức, không sao cả. Giáo viên là toàn quyền quyết định, sách giáo khoa chỉ là tham khảo. Thì sắp tới này mà các bạn mà khi mà dạy cái phần này, nếu mà ở trên sở mà lại đưa xuống thanh tra mà lại xông vào bắt bẻ các bạn từng bài một, thì các bạn có thể nói ngay hơn, như vậy là trên bộ như trên sở, như vậy là các anh là không không hiểu, tức là các anh không hiểu về luật cả. Luật đã thay đổi rồi, luật đều thay đổi. Cho nên là giáo viên được toàn quyền dạy thế nào cũng được, miễn là học sinh khi ra trường, là khi ra tốt nghiệp là phải thỏa mãn, khi mà xong cái phần đó là phải thỏa mãn cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Đã, như vậy vậy tôi vừa mới mô tả xong. Bây giờ tôi quay lại và cái phần mà tôi muốn nói ngày hôm nay nhé. Tức là hôm trước tôi đã nói về cái kiểu dữ liệu tập hợp, kiểu dữ liệu cái điển, vì tóm lại một chút nhé. Thì kiểu dữ liệu tập hợp như thế này này, cái em thì cái lệnh này này là cái lệnh mà tạo ra một tập hợp rỗng, tạo ra một tập hợp rỗng. Ví dụ mà có cái hàm len đây, FC nhé. Đấy. Còn khi chúng ta khai báo thì chúng ta có thể khai báo một lại, khai báo có thể dùng cái gì, khai báo là 2, 3, 6, 0, ví dụ như vậy. Đấy. Thì mô tả này như thế này. Thì đối với em tập hợp thì tập hợp là các cùng các phân tử là phải khác nhau, từ một không cho phép hai phân tử trong tập hợp là bằng nhau nhé, khác hẳn với dãy. List là cho phép các phân tử có thể bằng nhau, còn tập hợp là không, các phân tử phải khác nhau. Và tập hợp thì nó không phải là một dãy có thứ các phân tử, chúng ta không thể dùng kiểu như này, chúng ta không thể truy cập vào phân tử thứ một, thứ hai, thứ ba là không được, thế này là lỗi ngay đó, được chưa. Như vậy là S là cái tập hợp nó gồm các phân tử như là
tôi viết là đây là nhiên tôi khai báo là lại 2360, khi tôi in ra nó lại đổi ngược lại là 20236, thấy không nào? Nhưng mà đối với tập hợp thì vẫn thỏa mãn điều này. Một là nó vẫn cho phép chúng ta dùng lệnh for để duyệt, để for x in s hoàn toàn được nhé. Với cái lệnh duyệt này là cho phép này. Đấy, print print x. Ví dụ như này, n bằng, chúng ta cứ in thế này, các phần tử của tổ hợp. Đấy, như vậy nó hỗ trợ lệnh for in s và hỗ trợ lệnh in nữa. Ví dụ như là 15 in s, kiểm tra xem 15 có nằm trong s hay không. For kiểm tra là không in s. Như vậy là tập hợp là hỗ trợ lệnh for và in. Còn chúng ta bổ sung một phần tử vào tổ hợp thì làm như sau: chúng ta dùng lệnh s như là s s s phần tử, như s phần tử là 10 chẳng hạn, thì nó sẽ bổ sung vào và s sẽ tăng lên là một lần phần tử đó. Bây giờ xóa để tôi kiểm tra lại cái này, tôi không để ý để tôi kiểm tra như lồng điên nhé. Đây nó có những lệnh sau đây này. Lệnh clear là lệnh xóa toàn bộ nhé. Đây, ví dụ như là s chấm clear thì nó giống như là giống như là giống như là đối với dãy thì vị đó s thì là trải rộng, ký hiệu này là nó rộng này. Đó. Kiểm tra xem nó có cái lệnh hình như không có cái lệnh xóa, chứ tôi không thấy đúng không? Không không có lệnh xóa. Như vậy xóa là nó hơi, chúng ta phải làm cái hàm riêng như vậy. Nhưng mà không lệnh xóa nhé. Nhưng mà chúng ta nhớ chú ý một số lệnh này liên quan đến đến khái niệm mà tổng hợp nhé. Ở đây nó có cái từ như sau này, cái từ different là chính là hiệu đấy, chính là hiệu nhé. Different cũng cũng là hiệu nhé. Lệnh intersection là lệnh giao, lệnh giao chứ không phải lệnh giao rồi. Intersection update là giao tại chỗ này. Đây vào đây là những cái hàm, những cái hàm tôi ta thì hiểu sau, lệnh lệnh pop thì hiểu sau đi. Lệnh symmetric difference là hiệu đối xứng, chứ tôi nói rồi nhé. Union là lệnh hợp hợp, còn update là hợp tại chỗ. Hợp tại chỗ là cái gì? Đây nó có cái lệnh chúng ta chú ý cái này, tôi nói sau cái này các bạn là hơi 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 nó cũng được thôi, nhưng giờ các bạn lại quên ngay. Nhưng mà thế là nó có hai lệnh lệnh đây này. Bạn xem nhé, thế nào là lệnh hợp hợp tại chỗ, hợp đây, hợp tại chỗ đây, và lệnh hiệu 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 rồi, hiệu là hiệu đây, và hiệu tại chỗ là lệnh update đây, đúng không? Lệnh giao lệnh này, intersection giao tại chỗ, nó là cái này đó. Thế nào là hợp hợp tại chỗ đây, chúng ta chú ý nhé, các bạn xem nhé. Đây như S của ta là 1, 2, 4 chẳng hạn, đúng không? Bây giờ U bằng 3, 4, 3, 4, 5. Đó. Lệnh hợp. Thế đây S thì này hợp với S thì hợp với U này. Thì nó sẽ tạo ra một đối tượng mới là hợp của S và U. Thì sau lệnh này nên nó sẽ tạo ra một đối tượng mới, và sau lệnh này thì SU không thay đổi, thế nó gọi là lệnh hợp. Đây enter tạo hình mới, hay là tôi viết là V bằng S U thì V nó là hợp của SU. Khi điền xong thì S không thay đổi, S vẫn như cũ và U vẫn như cũ, được chưa? Đấy. Thì lệnh này là lệnh là hợp hợp của hai trường hợp. Còn lệnh là hợp mà tại chỗ chính là cái lệnh update này, là cái lệnh mà là bổ sung u vào vào s gì? Lệnh này, lệnh s thì hợp bằng u. Thì lệnh này nó tương đương với gì? Nó tương đương với là lệnh là s thì chấm update update u. Thì được. Thế đây là gì? Lệnh bổ sung u vào s gì? Và enter thì s thì thay đổi. Đấy, S thì thay đổi, đấy. U thì vẫn thế.
Thì cái lệnh này này, cái lệnh này là lệnh là lệnh là hợp, chính là lệnh là nó là union đây, union đây nhé. Đó. Còn lệnh lệnh này là lệnh update, lệnh là hợp tại chỗ thì nó tương đương với là cái lệnh là s cộng s này bằng u, hợp bằng bằng u, đây là nó là tại chỗ. Nhưng mà chúng ta được, chúng ta không còn quan tâm lắm đâu, cái phần đó chúng ta không dùng, chúng ta chỉ dùng những hiểu nhất là lệnh s thôi. Lệnh s là lệnh quan trọng, lệnh bổ sung ấy, bổ sung phần tử ở đây, lệnh bổ sung này này, lệnh s đây này. Chú ý như vậy là đối với dãy thì chúng ta có lệnh append, ví dụ a là một cái dãy này, a là một cái dãy nhé, một hai một cái mảng, thì lệnh bổ sung của phần tử vào mảng append, append hai chẳng hạn, nó bổ sung vào cuối của a nhé. Còn s thì cái lệnh bổ sung vào là s như là 10, bổ sung vào s này. Còn chúng ta bổ sung phần tử mà nó nằm ở trong s thì nó không thay đổi. Ví dụ tôi dùng s, tôi bổ sung vào là phần tử 1, vì 1 cũng nằm trong s rồi, cho nên là enter thì s thì nó vẫn không thay đổi. Như vậy cái lệnh append, lệnh bổ sung phần tử vào cuối của dãy thì nó giống như là lệnh s của s gì, được chưa? Đấy. Rồi như vậy là tôi vừa mới biệt tổng kết lại các bạn biết cái tập hợp nhé, chúng ta có cái hình dung. Như vậy chúng ta bằng các bạn tôi một chút, tôi lấy cái bảng rồi đã. Hôm nay tôi nói nhanh, không không nên không nói sâu hơn, nhưng mà hy vọng là lúc nào đó thì chúng ta sẽ quay lại, có thể tôi sang tuần rỗi hơn tôi sẽ làm một cái buổi chung cho cả các cái nhóm, tôi nói về cái sâu hơn về tập hợp với từ điển. Hôm nay chỉ nói ngắn gọn thôi, nhưng mà chúng ta để chúng ta hình dung được cái ý nghĩa của nó. Mình nhắc lại nhé, nhắc lại cái khái niệm này. Như vậy là tập hợp này, tập hợp làm cái là đối tượng tập hợp là có đối tượng là khả biến, vì cho thấy nó có cái lệnh s ấy. Lệnh s là bổ sung thay đổi cái giá trị của s, đối tượng s thì vẫn như cũ. Nhắc lại với nhé, như vậy là tạo tạo tập rỗng này là lệnh s bằng set đấy, mà cái tạo một cái tập hợp cụ thể này, ví dụ như là s thì bằng đấy, ta bỏ còn nhọn nhé, 2 3 4 10 đấy. Không, các bạn có thể tạo nhanh này, tạo tạo nhanh nha, từ từ list chúng ta viết là s bằng là set của một list a nào đó. Đấy, rất nhanh, a là một cái list, chúng ta chuyển tất cả phần tử của a sang s gì, và s thì nó sẽ động loại ra các phần tử giống nhau ra. Như vậy s là lệnh này, nó sẽ tạo ra các phần tử khác nhau của a, rất là nhanh, rất là nhanh. Thì cái lệnh này này, cái lệnh này này nó tương đương với lệnh sau đây, nó tương đương với lệnh này này, nó tương đương lại cho đây này, nó tương đương lại là đầu tiên cho ta khai báo s gì là bằng rỗng, đây là khai báo lệnh rỗng này, xong for x in a đấy, hai chấm xuống dòng và s chấm s s x đấy. Thì cái lệnh này này, cái lệnh này nó tương đương với là cái nhóm lệnh ba lệnh này, khi là ta đặt s gì là một cái dãy rỗng, sau chúng ta cho x gì chạy trên dãy A, và mỗi x gì của chúng ta bổ sung vào s gì, thì sau khi bổ sung xong rồi thì s gì này nó chính là chỗ này, cái lệnh này nó tương đương với lệnh này nhé. Rồi bây giờ tôi mô tả tiếp theo một lệnh quan trọng là lệnh bổ sung một phần tử vào tập hợp. Thì là lệnh này này, lệnh là s chấm s s x đấy. Bổ sung x vào s gì? X không bất bất cứ phần tử bất là bất kỳ x gì vào s gì? Được chưa? Rồi tiếp theo là các lệnh khác rất quan trọng này, tôi vừa các lệnh khác như là thế này, vị là len của s
là trả về độ dài, độ dài, độ dài, độ dài hay là số các phân tử, số các phân tử của S, hay là lại là X in X để kiểm tra xem X có nằm trong tổng hợp S hay không, hay là lệnh for, nó hỗ trợ lệnh duyệt nhé, for X in X. Như vậy là nó hỗ trợ những lệnh như này rất quan trọng, nó ná giống nhau, nó ná giống với là với dãy đúng không ạ. Thì đây là những lệnh rất quan trọng, rất quan trọng của S của tổng hợp. Bây giờ tôi mở ra sang phần tiếp theo là nhắc lại một nữa cho chúng ta thấy là thứ hai là từ điển. Từ điển thì như thế này, từ điển thì là như sau. Từ điển nó làm một cái dạng dữ liệu là ánh xạ, hay trong trong Python nó dùng một từ nó là kiểu nó gọi là mapping, mapping nhé, mapping là ánh xạ. Ánh xạ từ tập hợp các cái khóa hay là tiếng Anh là key nhé, tiếng Anh là key, khóa này đây là khóa nhé, khóa này bất kỳ khóa này này tôi cứ vẽ cho dễ nhé. Sang bên này là các cái giá trị, đây là các cái giá trị, có giá trị thì anh là value. Ví dụ các khóa là tên người, giá trị đó là các điểm số của tên người chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì nó sẽ ánh xạ từ một cái, từ mỗi một khóa sang một cái value đó, thì là từ điển nó là như vậy, thấy chưa. Thế thì bây giờ tôi nhắc lại một khái niệm mà thì chúng ta có lệnh sau đây nhé. Lệnh này D này, đây lệnh này là cái lệnh mà tạo ra, đây lệnh là tạo ra một cái tỉ rỗng rồi. Và sau đó chúng ta cái lệnh tiếp theo là lệnh là gán khóa, đặt khóa là D. Ví dụ tôi làm cái từ điển của tôi là từ điển là ứng cái gì, ứng mỗi một cái ví dụ nhé, ví dụ là tôi muốn là làm một từ điển là ứng với một cái từ tiếng Anh, là ứng với cái ý nghĩa của nó bằng bằng tiếng Việt. Như vậy từ điển của tôi là chỉ là một từ điển Việt Anh, làm như sau. Ví dụ tôi mô tả đây, mô tả cái từ là baby, làm cái khóa là một từ tiếng Anh. Đấy, nó sẽ bằng tiếng Việt Nam là em bé. Đây là cái, như vậy đây chính là cái lệnh tạo ra cái ánh xạ từ baby là một cái khóa sang giá trị của nó là em bé, và ý nghĩa của từ điển này là giải nghĩa tiếng Việt của các cái từ tiếng Anh, hiểu như là enter. Người tạo ra một từ đầu tiên, cái khóa đầu tiên là khóa baby. Tôi làm khóa thứ hai, đây khóa thứ hai là khóa hoa, là khóa ví dụ như là cloud, một từ tiếng Anh chúng ta rất là đầy đúng không, cloud có chữ n không, nhưng không không chữ n đúng không. Đây, thì từ này là cái từ này tiếng Việt Nam là cái từ là đám mây, đám mây. Đấy, ví dụ thế, ví dụ thế, đám mây nhé. Đấy, đám mây cũng cũng là sâu. Tôi làm một từ thứ ba đi, một từ thứ ba là một từ tiếng Anh thứ ba là table. Table thì ý nghĩa của nó được mô tả như sau, ví dụ nhé, mô tả cái bàn. Như vậy là gán cái từ cái bàn nhé vào cái biến D nhé, vào cái khóa D, cái khóa là table của cái từ điển D nhé. Tôi làm thêm một cái nữa thành bốn cái cho chúng ta thấy nhé. Như vậy là cái từ thứ tư nhé, trên trên từ gắn với nó là cái từ là tàu, tàu hỏa chứ đâu. Làm lại nhận D này, trên bằng tàu hỏa tiếng Việt nhé, enter. Đấy, nhưng chúng ta vừa thì đây chúng ta nó sẽ gồm có là baby này, baby gắn với em bé này, cloud gắn với đám mây này, table là gắn với cái bàn này, và train là gắn với tàu hỏa. Bạn thấy không nào? Đấy, như vậy là cái từ điển là như vậy. Mà cách có thể truy cập cái khóa của từ điển là chúng ta cái truy cập mà một phần tử của từ điển ấy, là cách truy cập của nó giống hệt là cách truy cập chỉ số của một cái dãy, đây là D đây, đây
đóng mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn và bên trong là cái khóa. Đây tôi viết là em bé đây, em bé tôi viết là, tôi viết là baby, baby thì nó sẽ lại giá trị là giá trị của cái của khóa này, enter nó ra chính là em bé. Bây giờ tôi gắn một giá trị, một cái từ mà không có trong khóa nhé, ABC chẳng hạn, thì máy sẽ báo lỗi. Báo lỗi là key error là nó cái khóa này nó không có. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta rồi, thì bây giờ chúng ta kiểm tra xem là trong D nó có những lệnh gì nhé. Đây lệnh đầu tiên là len này, len của D giống như là như vậy, cũng giống như là đối với mà đối với dãy, mà len thì là chỉ là độ dài là tổng số các cái từ khóa. Tiếp theo là tôi dùng cái lệnh là for x in D có được không, duyệt in D có được không, được. Thì đây chính là khi duyệt in D như này thì máy sẽ in ra, máy sẽ chỉ ra đây chính là các khóa của đây, x and thì xuống dòng nhé. Khi đây là for x in D, print x gì thì đây, khi mà for x in D thì chính là duyệt trên các cái khóa của đây, enter này. Thế là chính là baby cloud table và trend. Như vậy là lệnh x chỉ in D là duyệt trên các khóa của D. Nhưng ở trong D nó có một câu lệnh nữa cho phép là duyệt, là lệnh chính thức từ trên khóa là for x chỉ in D chấm key. Đấy, đây là lệnh duyệt chính thức, lệnh duyệt trên khóa. Còn cái này là mặc định thôi. Nhận tôi print thì ra nó là lệnh này, chính là duyệt trên các khóa key của D. Thì cái lệnh mà duyệt trên các cái giá trị của D sang dùng này, đây là for b in d value đó, thì value thì game có là chúng ta sẽ print thì nó sẽ liệt kê ra các cái giá trị, em bé đã quay cái bàn từ hỏa. Như vậy khi mà kiểm tra một cái từ, một cái khóa có nằm ở trong D không, chúng ta dùng dùng làm này cho dùng lấy ID để mà kiểm tra xem một khóa có nằm trong D không. Đó. Đây này này. Này. Đó. Ví dụ như tôi biết là, ví dụ tôi biết là kiểm tra xem cái từ là baby đây, baby xem có nằm ở trong D hay không thì máy nó báo là true, nó có nằm. Hoặc tôi viết, có thể viết là baby có in in là D chấm key như này. Đây. Thì là true. Được chưa? Như vậy đây chính là lệnh gán, đây là cái lệnh là như lệnh gán của lệnh gán khóa, là chính là cái lệnh này. Đây lệnh gán khóa nó rất đơn giản. Đây, rất là hay nhé. Vì chúng ta xem một lệnh nữa rất quan trọng, trong đấy là lệnh là gì? Lệnh là K, lệnh là D, lệnh là get. Get. Đây là lệnh là như sau. Lệnh là get là baby. Lệnh này sẽ lệnh sau, lệnh sau lệnh này sẽ trả lại đúng giá trị nếu mà cái đối số ở trong get là cái khóa đúng nhé. Này, enter thì nó sẽ trả lại đúng là em bé. Còn nếu như mà lệnh get này mà bên trong này là một cái giá trị bất kỳ không phải khóa thì em trả lại cái gì nhé, nó không trả lại gì mà đúng là nó trả lại là nó trả lại là cái giá trị năn đấy, giá trị năn. Rồi thì bây giờ chúng ta có thể là như sau này, lệnh get cũng hay là chúng ta có thể dùng như sau, lệnh get là như sau, d này get này abc này. Và đây thì viết một dòng chữ nữa nhé, là dòng chữ là không có khóa này đấy. Thì cái nhưng mà đây là một cái mô tả chính thức của lệnh get như sau này. Lệnh get này nó có hai tham số, tham số đầu tiên là một cái khóa bất kỳ, tham số thứ hai là một giá trị bất kỳ. Thì nếu mà cái lệnh này như sau, lệnh này nếu mà cái khóa này mà có ở trong trong cái điển thì nó trả lại giá trị của khóa,
Còn đây không có, nó trả lại, nó trả lại cái này. Vậy này nó trả lại giá trị chính là không có khóa này. Đấy. Vậy này tiền lệnh rất hay sử dụng mà rất quan trọng luôn, rất quan trọng luôn. Được chưa? À, như vậy thì bây giờ tôi sẽ tôi tổng kết lại một vài cái lệnh liên quan đến từ điển nhé. À, để các tôi là quan trọng đây. D nhé. À, đây đây thì là cái lệnh tạo tạo từ điển rỗng nhé. Thì viết là D bằng đích đích từ rỗng, được chưa? Đấy. Cách thứ hai là tạo Là những đội xếp trên cho thấy những dấu hiệu sa sút với hai chữ liên tiếp thì những đội xếp ở đáy là chúng ta tạo một từ điển mà có sẵn dãy các em là các cái khóa và giá trị. Cái làm như sau, lấy ví dụ làm như sau đây nhé. Này ví dụ nhé, tôi viết là D bằng, tôi viết là mở ngoặc nhọn ra và sau đó là các em mô tả các cái khóa, sau khóa là hai chấm, sau là giá trị nhé. Này ví dụ là tôi mô tả là ví dụ như là tên này, ví dụ như là Hà 2.9 điểm, xong phẩy, đây là điểm sơ gốc của ông Hà. Ông Bình 2 chấm 10 điểm, phẩy, xong ông nữa là ông Toàn 2.7 điểm. Đấy, đóng lại như vậy là nó liệt kê, nó là một dãy cách nhau bởi dấu phẩy và các phân tử của nó. Đây có dạng là cái khóa, sau đó là hai chấm, sau đó là giá trị. Đây là một khoảng tường minh, nhé. Một cách thứ ba nữa rất là đơn giản nữa là chúng ta gán trực tiếp thôi, gán trực tiếp rất nhanh, chứ cái này rất hay. Gán trực tiếp là D mở ngoặc xong khóa xong bằng giá trị. Chúng ta gán trực tiếp như này, máy hiểu hết. Chúng ta gán trực tiếp và cái khóa nằm trong ngoặc đơn, ngoặc ngoặc vuông vuông mô tả giống như là một cái như là một cái dãy vậy. Cho nên rất nhiều người mà nhìn thoáng qua đây cứ nghĩ là à, nghĩ cái này này, cảm giác cái này là nó hơi hơi giống cái mô hình mảng ở trong Pascal. Trong Pascal là chúng ta khai báo trước cái mảng cho gọi d hai chấm, d mở ngoặc đóng ngoặc là đơn là bằng. Đấy. Hơi giống nhưng mà cái này nó khác, cái bản chất của cái từ điển là khác hẳn, mặc dù nó mô tả hơi giống vì dùng ngoặc ngoặc nhọn ngoặc vuông, hơi giống cách mô tả của list nhưng mà nó khác hẳn. Rồi tiếp theo chúng ta có cái lệnh là duyệt nhé, duyệt duyệt trên từ điển. Thì chúng ta có những lệnh như sau, lệnh là for x in d, thì cái này chính là duyệt khóa. Hay tương đương là for x in d chấm key, tương đương cũng là duyệt khóa. Còn cái nữa là for v in d chấm value, thì đây là duyệt duyệt giá trị. Đấy. Rồi chúng ta có cái lệnh tiếp theo là cái lệnh gì, là cái lệnh là len của d. Len của d chính là độ dài của d, dài này nó giống như là như vậy là cả dãy, cả tập hợp, cả từ điển đều có cái lệnh, đều có cái hàm len. Và cuối cùng tôi còn nói cái lệnh rất quan trọng là cái lệnh get, get và đây là khóa. Đấy. Nó có hai em lựa chọn là khóa, sau nó phẩy, sau nó sắp xếp tiếp theo là cái value. Thế này có nghĩa như sau này, có ý nghĩa là như sau này. Lệnh này là gì? Lệnh này là nó sẽ bằng giá trị nếu khóa là đúng, và nó sẽ bằng cái value nếu khóa là sai. Mình sẽ thành cái lệnh là lệnh rất đặc biệt, rất là hay. Được rồi, như vậy là tôi vừa mới
Tôi vừa mới mô tả một số những cái phần mà gọi là lõi vì lý thuyết liên quan đến tổng hợp và từ điển nhé. Thì khi mà nói cái này thì các bạn chỉ thấy nó bình thường mà có gì đặc biệt đâu nhỉ, nghĩ là nó đơn giản đúng không? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi sẽ demo cho các bạn thấy rõ là vì sao nó đặc biệt như vậy, và tôi sẽ làm cái demo đó là thông qua các cái bài tập, các cái ví dụ đơn giản thông qua các bài tập nhé, để chúng ta có cái hình dung và tôi sẽ phân tích là ý nghĩa của nó. Thì cái phần này tôi nói trước là hơi khó một chút đấy, hơi vượt quá, nhưng mà tôi cứ nói như các bạn lắng nghe và cố gắng này mà để mà hiểu được ý nghĩa của nó nhé. Tôi cảm giác hơi khó. Giờ bây giờ tôi sẽ làm mô tả bằng các cái bài tập. Bây giờ hôm nay tôi sẽ mô tả các bạn là một hoặc là hai bài tập đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm cách giải theo nhiều cách khác nhau, và chúng ta sẽ giải cả bằng cái cách của dùng tập hợp và từ điển. Đây, vì chúng ta làm bài đầu tiên là trước tôi từng làm rồi, bây giờ làm lại nhé. Bài đầu tiên là như sau, là cho trước dãy số A nhé. Bài này là đếm số các cái phần tử khác nhau của A. Được rồi. Thì bài này tôi sẽ làm như sau nhé. Bài này có nhiều cái làm, bây giờ tôi mô tả các bạn một số cách làm, một số cách tư duy chúng ta sẽ làm, và tôi sẽ mở rộng ra. Cái này hôm trước tôi làm rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay tôi làm lại, và tôi sẽ phân tích, vừa làm đâu tôi phân tích cái đó, và tôi sẽ phân tích cả các cái ý nghĩa của nó, phân tích cả các ý nghĩa liên quan đến đến thời gian chạy của thuật toán, độ phức tạp của thuật toán. Bây giờ chúng ta hình dung đây là một bài rất đơn giản, đơn giản. Ví dụ tôi cho trước A, tôi lấy ví dụ như bằng 106 102 45. Đấy, thì cái bài này là cái đáp án, đáp số của nó là phải bao nhiêu? Đáp số nó phải là 0 này, 1 này, 2 này, 4, 5, 6. Bài này đáp số của nó là 6 nhé. Tôi làm này, cách một này, cách một là cách đơn giản nhất, là chúng ta làm như sau. Cách một là chúng ta làm như sau, vì tôi biết là cái hàm df nhé, tôi dùng cái hàm này là gọi nó là tính đi, tính cho đơn giản, tính một đi. Đầu vào của nó là a, đây là cách nhận đầu vào là một dãy ước kỳ này. Cách một là như sau, cách một là chúng ta là cách một là chúng ta dùng cái hàm cao, dùng cái biến là cao, chúng ta cho cái biến y lực từ đầu đến cuối của a dãy a. Nếu mà phần tử a đó mà chưa nằm ở phía không nằm trong cái dãy ở phía trước thì tăng cao lên một đơn vị. Đó rất đơn giản, chúng ta đếm, tôi vừa chạy tôi vừa đếm nhé. Nếu mà gặp một cái biến đây là một này, vậy tăng là cao là một này, sang không là khác hơn lòng cho một, là cao là hai, sáu là cao là ba, sau từ n1 một này nằm có rồi bỏ qua, cái một này có rồi bỏ qua, không có rồi bỏ qua, hai tăng cao lên bốn, bốn tăng cao lên năm, năm tăng cao lên sáu. Chúng ta dùng cái vòng là for i in range của len n. Để ghi tôi một chút cho yên tâm, ở đây tôi viết n bằng len cho dễ, khỏi phải làm lại len nhé, len a này. Rồi thì đây là ren n này nhé, kiểm tra này. Nếu mà ai mà không nằm ở trong phần từ đầu, tức là nằm trong cái phần là từ không cho đến đấy, đây là cái dãy con, là cái vùng chỉ số là từ bắt đầu đến trước y. Nếu mà a mà không nằm trong các dãy trước đó thì chúng ta tăng cao lên một đơn vị, tăng cao lên một đơn vị. Đấy. Như bài này chúng ta là dùng một vòng lặp thôi, là chúng ta có thể đặt định, nhưng mà vòng lặp chúng ta sẽ phải tính toán một tí return. Đây là cách làm mà hiển nhiên nhất, rõ ràng nhất nhé. Đấy. Bạn có hiểu không nhỉ? Nhắc lại này,
chúng ta cho AI chạy từ đầu đến cuối của dãy A này và kiểm tra xem là AI có nằm trong cái phần tử dãy ở trước đó không. Nếu mà A nằm trong trước đó rồi thì AI là trong phần tử trước đó rồi ta bỏ qua, còn nếu chưa nằm trong trước đó chúng ta tăng cao lên một đơn vị và trả về là cao, cao chính là đáp số cần cần tìm. Đó, thì đó là cách 1 nhé. Bây giờ chúng ta lại chuyển sang cách 2. Tôi ghi luôn ra cho nó dễ nhé. Bài này là tính số phần tử khác nhau của dãy. Đấy. Được chưa? Bài này tôi ghi là def, ghi nó là tính 2 nhé. Tôi sẽ làm này, tôi làm từ nhiều cách khác nhau. Đây, cách thứ hai. Cách thứ hai như sau. Cách thứ hai thì là cũng tương tự như trên, nhưng mà cái việc mà chúng ta kiểm tra xem là cái AI có nằm trong phần tử trước đó không thì chúng ta dùng cái biến phụ là làm cái biến làm một dãy B chúng ta kiểm tra. Như vậy chúng ta làm như sau. Chúng ta đặt đầu tiên, chúng ta đặt B là một dãy trống. Được chưa? Sau chúng ta chỉ là for x in A, chúng ta duyệt toàn bộ phần tử của x trên A nhé. B sẽ là dãy con các phần tử khác nhau từng đôi một ở phía trước A, ở phía trước x gì. Như vậy là nếu mà đây như kiểm tra này, x này, if này not x in B. Đấy, nếu mà x không nằm trong B thì chúng ta sẽ bổ sung B chấm ở pen x. Đấy. Được chưa? Như vậy là cái chị này đóng vào trò trên này chính là i đây. Đấy, nhưng mà đây chính là if not i in A thì chúng ta cao lên. Còn đây là gì? Ở đây là if x is not in B thì chúng ta cho x vào B. Như vậy B chính là tập hợp các phần tử khác nhau từng đôi một của A tính đến vị trí trước x. Nếu khi x chạy xong lên A thì là B chính là cái dãy các phần tử khác nhau của A, và chúng ta chỉ việc là return len của B là xong. Đó là cách 2 nhé. Cách 2. Các bạn đã hiểu chưa? Chúng ta hiểu cái thuật toán của nó chưa? Đấy. Nhé. Bây giờ sang cách 3 này. Def này. Tính này. 3. Được chưa? Cách 3 chúng ta làm như sau. Nhé. Cách 3 chúng ta làm là chúng ta làm như này. Cách 3 là chúng ta sẽ, tức là cách 1, cách 2 thì chúng ta vẫn cứ phải khi mà chúng ta tăng lên này, chúng ta tăng cho chữ y lên đến n này, đến cuối của A thì A này chúng ta phải so sánh với tất cả các phần tử ở trước đó. Đây chính là so sánh với tất cả các phần tử từ A0 cho đến A trừ 1. Còn đây chúng ta so sánh tất cả các phần tử của x với B. Như vậy là việc sánh như vậy là hơi nhiều. Bây giờ tôi làm như sau. Tôi sẽ sắp xếp A theo thứ tăng dần trước đi đã. Đấy. Sau đó tôi sánh rất là nhanh. Như vậy là A chấm sort. Tôi sẽ theo thứ tăng dần trước. Sau đó thì tôi mỗi lần tôi có một vòng lặp như vậy, tôi chỉ phải kiểm tra xem là nó phần tử nó là đi ngang hay đi lên thôi. Đi ngang thì tôi không tăng cái cao lên, còn đi lên thì tôi tăng cao lên nhé. Rồi. Thì như sau này, ở đây tôi đặt thêm một ý nữa là if, kiểm tra luôn if mà len của A, để tôi làm thêm nhé. Đầu tiên cho cái biến cao của chúng ta là biến đếm đấy bằng 0 nhé. Nhưng mà nếu mà len A bằng lớn 0, chúng ta gán luôn, chúng ta gán luôn là cao bằng tính từ 1, chúng ta gán luôn từ 1. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho y for y in range, để tôi viết thêm là n bằng len A cho nó dễ nhìn nhé. Đây range y range của n trừ 1. Đấy. Đây nhé. Đây là gì? Là cho y chạy từ 0 đến phần tử gần cuối cùng của A.
để tôi so sánh AI với AI cộng 1 nhé. Đây, kiểm tra if này, if AI mà nhỏ hơn AI cộng 1. Đấy, tôi phải chạy như này này. PI đây là chạy từ tôi chạy từ cho y đầu đến cuối, bỏ phần từ cuối cùng đi, phần từ gần cuối. Nếu AI mà nhỏ hơn AI cộng 1 thì tôi tăng cao lên một đơn vị. Còn không thì tôi không tăng lên. Như vậy này, được chưa? À, như vậy này. Nếu mà AI nhỏ hơn AI cộng 1 thì tôi tăng cao lên một đơn vị, tăng cao bằng cao cộng 1. Và cuối cùng ở đây vẫn là return. Return cao. Này các bạn, nó có hiểu chưa nào? Ý tưởng của nó là gì? Là tôi vẫn là một vòng lặp đó thôi, nhưng mà mỗi vòng lặp như vậy tôi không cần phải so sánh với phân tử về trước ở đâu, vì tôi sắp xếp lại thứ tự tăng dần rồi. Xếp thứ tự tăng dần. Chứ tôi chỉ việc là gì? Tôi chỉ việc kiểm tra cái xem là khi chạy phim AI, nếu AI nó tăng lên đi thì tăng cao lên một đơn vị, còn AI đi ngang thì không cần tăng cao lên được một đơn vị. Nhưng mà khi mà AI chạy đầu đến cuối thì cao chỉ là cái biến cần tìm nhé. Còn ban đầu y bằng không ấy, y bằng không thì tôi đặt luôn cao, giả sử tôi đặt luôn cao bằng một rồi thì tính tính luôn từ một nhé. Đó thì đây là cái bài, là cách số 3, là cái cách, là cách thứ ba là cách sử dụng thêm cái phẩm, dùng cái ý nghĩa, cái tư duy là tôi sắp xếp dãy A trước từ nhỏ đến lớn nhé. Đấy, như là cách một là cách ta làm trực đơn giản nhất, gọi là cách làm là toán châu bò đấy, làm trực tiếp trên dãy A. Cách hai là cách tư duy cũng giống cách một nhưng mà chúng ta dùng cái mảng phụ B đấy, viết chương trình viết cảm thấy đơn giản hơn, dễ hiểu hơn. Cách thứ ba là chúng ta phải dùng, chúng ta và sắp xếp A trước để cảm giác rằng là nó, cái việc so sánh nó sẽ nhanh nhanh hơn nhé. Rồi tiếp theo là cách thứ tư. Cách thứ tư là chúng ta, cách thứ tư là rất đơn giản, là chúng ta sử dụng cái tập hợp ở trong, cách thứ tư ở trong Python rất đơn giản. Chúng ta là khi chúng ta dùng lệnh này, chúng ta sẽ chuyển đổi toàn bộ cái A sang sang tập hợp, chuyển A sang S. Và chúng ta thì S thì chỉ là các phần tử khác nhau đôi một của A, mà chúng ta return len của S. Cách thứ ba rất là ngắn, cách bốn cách rất ngắn. Thì cách là cái dòng lệnh là CS bằng set, S bằng set A, cái lệnh nó tương đương như này. Viết lại thì viết lại dưới dạng cho dễ hiểu hơn nhé, thì minh hơn là như này, là S thì bằng, dùng lệnh là set tạo một tập hợp rỗng nhé. Sau đó tôi sẽ for x in a, tôi bổ sung s vào s, x bổ sung x vào s đó. Thì cái lệnh này, ba lệnh này tôi vừa nói vậy, bạn này chính là cái tương đương cái lệnh là gì, là s bằng set a, nhưng mà tôi viết là cho tường mình. Nhưng mà đầu tiên tạo một một cái dãy rỗng này, một cái tập hợp rỗng này, xong chạy dọc trên for duyệt trên trên phần tử của A, và tôi bổ sung x thì vào vào s lệnh s. Khi bổ sung vào thì tất cả phần tử trùng nhau nó sẽ loại ra, và cùng tôi đi thôi là s lệnh s. Đó là cách thứ tư nhé. Bây giờ tôi sang cách thứ năm. Cách thứ năm mà dùng từ điển này. Nhưng bài này cho thấy là có 5 cách chẳng hạn, như là đây tôi, các bạn có thể sau này các bạn có thể tìm nhiều hơn, nhưng mà đây tôi nhìn là sơ qua sẽ là 5 cách, 5 cách khác nhau nhé. Và nó cách này là có cái đặc thù rất là khác nhau. Đấy. Được chưa? Rồi chúng ta cách thứ năm là, cách thứ năm là cách chúng ta sử dụng từ điển. Từ điển nhưng rất đơn giản như sau này. Chúng ta tạo một từ điển gồm các cái khóa là giá trị của tập A. Vậy nó khóa nó trùng thì chúng ta không 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 tạo thêm từ phần tử của từ điển nữa. Thì dựa trên tính đó chúng ta sẽ biết được là A cùng cộng bao nhiêu phần tử khác nhau từ điển một. Đầu tiên chúng ta tạo phần tử một cái âm là một cái từ điển là rỗng. Được chưa? Sau đó chúng ta for, nhưng mà for x in A. Đấy, for x in A. Đang kiểm tra, nhưng mà if not x
in D. Tức là nếu x thì chứ phải là khóa của D thì chúng ta sẽ gán D x 1. Như vậy là nếu mà x thì thuộc A nhưng mà x thì đã là khóa của D rồi thì ta không 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 gán nữa. Như vậy sau lệnh này thì chúng ta sau lệnh này thì số khóa chính là phân tử khác nhau của D. Đấy, thấy không nào? Nên lại như này nhé. Chúng ta tạo một cái từ điển rỗng này. Sau chúng ta cho x thì là duyệt trên các phân tử của A này. Thì nếu x thì not in D, tức là x thì chưa phải là khóa của D thì đặt khóa là 1, là 1. Thì như vậy là sau lệnh này thì D sẽ là cái từ điển gồm các phân tử của các cái khóa của D chính là các cái giá trị khác nhau của A. Và do đó cho nên là cái len của nó chính là cái giá trị cần tìm. Vì tôi làm kiểm tra lại nhé. Bây giờ kiểm tra lại như sau này, tôi sẽ gán A như thế này. Đây, tôi có thử nghiệm luôn ở đây nhé, kiểm tra sẽ có đúng không này, đúng là 6 không nhé. Đây, bây giờ tôi làm ví dụ nhé, gán A này, sau tôi sẽ print, lần lượt tôi print ra cái tính một A này, nhé, xong print tính 2A, xong print tính 3 là cái gì đây, tính 3 này, 4, tính 3 là sắp xếp, thì như vậy chúng ta phải làm lại một tí, tính 3 nhé, đây, tính 3, trước khi tính 3 này chúng ta sẽ phải, chúng ta vì sau sau cái lần, sau cái hàm tính 3 đó, thì A nó sẽ sắp lại theo thứ tăng dần, và như vậy là tôi muốn A không thay đổi, tôi làm như sau, tôi phải làm như này, đây, tôi phải làm như này, tôi viết là B bằng A chấm copy. Rồi riêng cái hàm này, riêng cái tính 3 tôi sẽ tính như sau, tính 3 tôi tính là B thôi. Đấy. Sau đó là print, chúng ta có 5 cái hàm khác nhau nhé, 4 này, cuối cùng là print, đấy, tính 5 này. Đấy. Bây chúng ta sẽ in chạy thử xem nếu mà tất cả in ra cùng đáp số thì là đúng, còn hơn sai thì chúng ta làm sai. Đấy, bây giờ tôi kiểm tra, sau đó cho tôi sẽ phân tích lại các bài này nhé, tôi chạy thử nha. Nhưng mà này chúng ta có 5 cách làm khác nhau. Đấy. Đấy. Tất cả số nhau hết là 66 hết này. Đấy. Mình tôi sửa thêm nha, tôi sửa thêm cái này, tôi thêm vào đây là 7 7 7, thì nó sẽ phải tăng lên là 7 thì mới đúng nhé, kiểm tra này. Đấy, 7. Nhưng mà cái lời giải này là đúng rồi đấy. Được chưa? Những các bạn, như vậy đây là cái lời giải. Bây giờ tôi sẽ bây giờ để phân tích xem là cách nào trong cái này là tối ưu hơn cả. Thì nếu mà đối với cách làm cũ thì chúng ta sẽ phải bật phải đo đồng hồ, chúng ta sử dụng cái hàm time hoặc là hàm, chúng ta nói hàm performance cao thôi, để đếm ra chạy từng cái thủ tục một nha. Thì cũng đó là một cách rất là hay, ta làm các bộ test, rất nhiều bộ test, và chúng ta đếm cho từng bộ test một và sau kết luận ra là như vậy, năm cái chương trình này thì cái nào là tốt hơn, cái nào là không tốt hơn. Thì như bây giờ tôi sẽ phân tích kiểu khác, tôi sẽ phân tích theo cái ý nghĩa của cái phân tích về mặt toán học, về mặt gọi là thuật toán nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm lại này, đây bây giờ tôi sẽ viết xong cái này nhé. Thế là cách một là cách dùng như thế này nhé, đây cách một đây, cách hai là dùng cái phụ này, cách ba là sort này, cách bốn là dùng là set, và cách năm là dùng dict. Tôi sẽ viết sang đây và tôi phân tích ở bên này nhé. Bây giờ tôi làm chỉ quay làm trên bảng để các bạn xem nhé. Khi mà phân tích thuật toán thì chúng ta là không cần chương trình nữa, chúng ta làm thẳng trên giấy này, để cho các bạn xem nhé. Như vậy đề bài biết rồi, đề bài là như sau này, cái đề bài của chúng ta này, đề bài nhé, là input là dãy A nhé, và output của chúng ta là số các cái phần tử khác nhau của A.
được chưa? Rồi bây giờ tôi chúng ta làm như là chúng ta làm là cách một này nhé, cách một nhé. Đây. À, tôi sẽ mô tả dưới cái dạng là cho nó gọi là nhanh, tôi không viết lại tỉ mỉ các cái hàm, tôi viết nhanh để chúng ta hình dung rồi nhé. Cách một là như sau này, nhớ lại này, chúng ta đặt cái biến cao, tôi không viết lại cái hàm det hàm, tôi viết là cao này, cao bằng không này, xong là for, đúng không? For i in range của len a, len a này, sau đó kiểm tra này, kiểm tra xem là if và nếu mà ai đấy, if ai mà not in nhé, in cái dãy trước của nó tức là a, đây là hai chấm nhé, ba chấm a là từ đầu cho đến i trừ một đấy, nếu mà ai mà not in cái dãy trước đó thì chúng ta sẽ tăng cao lên một đơn vị, tăng cao lên một đơn vị mà chúng ta return thì thượng cao. Đây là cách thứ nhất nhé, toán một nhé. Đấy. Khi viết viết khi viết mà thuật toán ấy thì thậm chí chúng ta là viết một cách thoải mái hơn, có thể người ta gọi đây là các loại là pseudo code, chúng ta không cần mô tả chính xác như là ngôn ngữ Python cũng được đấy nhé. Và đây là cách một nhé. Rồi tôi viết luôn cho bạn thấy cách hai này. Cách hai là dùng cái một cái mảng phụ đấy, chúng ta nhớ lại nhé. Chúng ta đặt b bằng cái mảng rỗng, sau là for cái hai viết rất ngọn, for x in a, đúng không? If x not in b đấy, thì chúng ta bổ sung x vào b, hay chúng ta dùng lại là b, đây là hai chấm nhé, chúng ta viết hai chấm b pen x mà chúng ta return return len của b. Đấy, đây là cái cách thứ hai nhé. Cách thứ ba là chúng ta dùng sort c3. Cách thứ ba là chúng ta dùng sort như sau nhé. Đây, cách thứ ba là chúng ta dùng đầu tiên chúng ta dùng sort, chúng ta sắp xếp a theo thứ tăng dần sort. Đó. Sau chúng ta đặt cái biến cao để đếm, biến cao chúng ta là không, nhưng mà nếu chúng ta if mà len của a mà lớn hơn không thì chúng ta đặt cao bằng một, chúng ta tính từ một nhé. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần một vòng lặp thôi, for i in range đến len a trừ một, đây phần tử gần cuối của a. À, chúng ta kiểm tra này, if nếu mà ai mà nhỏ hơn ai cộng một nhé, thì chúng ta mới tăng cao lên một đơn vị, chúng ta tăng cao lên một đơn vị. Đây là hai chấm nhé, và đây chúng ta sẽ return cả. Đây là cái thuật toán của cái hàm thứ ba nhé, hàm là cái làm thứ ba nhé. Tư tưởng của nó là chúng ta sắp xếp trước vậy à, theo thứ tăng dần thì dễ, cảm giác nó dễ hơn. Cách tiếp theo là cách thứ tư là chúng ta dùng set nhé. Đây chúng ta đặt s bằng là một cái dãy rộng nhé, dãy rộng, sau chúng ta là for x in a, và chúng ta dùng lại là bổ sung x vào s. Đấy. Bổ sung x vào s và sau đó chúng ta sẽ return len của s. Đấy. Và cuối cùng cách thứ năm là chúng ta dùng từ điển nhé. Chúng ta đặt d bằng một từ điển rỗng dict, đây lệnh tạo từ điển rỗng, sau đó chúng ta cũng làm giống trên, for x in a, đó là if nhé, if x not in d hai chấm, đây là để có hai chấm hết nhé. Sau đó chúng ta sẽ, nếu mà không nằm trên d thì chúng ta sẽ gán dx, cuối cùng chúng ta return len của d. Đấy.
Như vậy chúng ta đã có năm cái hàm, năm cái cách làm khác nhau của bài tập này. Biệt các bạn sẽ thấy như này là như vậy, mà nếu mà chúng ta vẫn dạy cho học sinh xưa nay là cứ làm mà chỉ kiểm tra bằng test không thôi thì nó những bài như này là nó rất là vô nghĩa, nó không hay. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái số code ra thì mình thấy nó hay ở chỗ nào nhé. Đấy, thì cái và năm nay là cái năm mà bắt đầu là chương trình mới chúng ta là bắt đầu dạy cách phân tích thuật toán. Cái này chương trình này sẽ có ở trong có chính thức trong sách giáo khoa lớp 11. Còn cái phần mà tôi nói đây là cái phần các bạn thậm chí có thể dạy trước cho học sinh giỏi, có thể biết trước. Theo tôi là có thể tiếp cận trước cho học sinh giỏi. Mà theo theo nó luôn là đây là cái mà đây là cảm thấy tôi suy nghĩ như vậy thôi. Hiện nay Việt Nam chưa ai dạy cái này, từ nay Việt Nam hiện nay chưa có một, tôi cảm thấy là chưa một giáo viên mà dạy chuyên chuyên tin ấy đều chưa làm cái này hết. Hiện nay tất cả các giáo viên chuyên tin ở Việt Nam đều có suy nghĩ là cũng hết là cho học sinh chuyên tin là kiểm tra bằng test, thời gian bằng test, chứ còn chưa có ai mà bắt đầu dạy cho học sinh những cái điều mà tôi nói ở đây. Những phần mà tôi nói các bạn đây là cái phần lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên ở Việt Nam. Thế đây là kiến thức của đại học mà năm nay sẽ đưa xuống, bắt đầu trình mới sẽ đưa xuống phổ thông. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần phân tích nhé. Đây thì đối với phân tích một thuật toán, chúng ta phân tích từng lệnh một xem nó chiếm mất chiếm bao nhiêu thời gian, và khi mà chúng ta phân tích đó thì chúng ta có những cái có cái chúng ta coi là cái thời gian chạy một cái lệnh lõi của phần mềm của một lập trình là tính là một đơn vị thời gian, hay chúng ta viết là không một như này là tương đương là một đơn vị thời gian. Còn nếu mà tính nếu k thời gian thì nó là không k, còn không chúng ta là không n thời gian. Ở đây n là cái độ dài của cái dãy A. Chúng ta làm thử nhé. Đây thì bây giờ như này, ở cái lệnh này này, cái lệnh này này nó có một phần tử thôi, một lệnh thôi, nó là không một thời gian. Đấy. Cái lệnh này là y chạy đầu đến cuối của dãy A là n phần tử, cho nó chính là không n thời gian. Được chưa? Lệnh ở đây, lệnh này đây là lệnh số 1 nhé, lệnh số 2 này, lệnh số 3 này, lệnh số 4 và đây này. Lệnh số 3 thì để kiểm tra xem là AI có nằm ở trong cái A này không, thì cái này là cái đây là một cái đây là một cái gì? Đây là một cái là một cái dãy con gồm có y phần tử. Như vậy để tạo cái dãy con này, tạo một số là người ta mất là không k thời gian. Không k thời gian. Tiếp theo là cái lệnh mà in. Đấy, in đối với dãy nhé, đối với dãy thì cái lệnh là x in a là mất là không n thời gian, vì nó phải duyệt toàn bộ dãy a và kiểm tra sẽ in có nằm trong ai không. Nhưng mà lệnh in a sẽ mất là tối đa là không n thời gian, cho nên chú ý lệnh in này, lệnh này sẽ mất là không k thời gian. Đấy. Cho nên ở đây tổ hợp lại đây là for lệnh không k thời gian này này, nó sẽ nằm ở trong cái lồng ở trong cái on này. Vậy tổng kết lại chỗ này này, nó sẽ là mất là on bình phương thời gian. Đấy. Lệnh cộng một là không một thời gian thôi. Như vậy tổng kết lại cái cách bột này là tính là thời gian mà xấu nhất của nó là không on bình phương thời gian. Đấy. Cái này các bạn mà nếu các bạn muốn xem kỹ hơn, các bạn có thể đọc cái cuốn sách của tôi về tôi viết cuốn sách là nhập môn thuật toán đấy, tôi nói cái này phần rất kỹ, nhưng mà hôm nay tôi chỉ nói sơ sơ lược thì giải biết như vậy thôi. Nhưng mà cái lệnh ma lệnh hai lệnh ma là hai cái vòng lồng của nhau, chúng ta phải lấy tích của chúng. Đây sẽ gọi là on nhân với ok, đây chính là hay là nó nhanh gọn là on bình phương. Như vậy là cách thứ một của chúng ta là thuật toán chúng ta là có thời gian chạy maximum là on bình phương thời gian. Nhưng mà hay nói là nó có độ phức tạp là n bình phương hay on bình phương nhé. Đó thì đó là cách thứ nhất này. Cách thứ hai đây, cách thứ hai nhé, thì cái lệnh tạo ra một cái dãy rỗng b này là không một thời gian. Cái lệnh for x in a, đấy, vì a là một dãy cho nên là a là một cái list, nhưng mà lệnh này là for duyệt trên một dãy, lệnh này sẽ là không n thời gian. If x not in b, lệnh mà đây này, trong quá trình a chạy thì cái p chính là các phần tử khác nhau của a, cho nên nếu mà trong trường hợp xấu nhất ý, là b có độ dài chính bằng a luôn, cho nên là cái lệnh là if x not in b này nó cũng tương đương với là không n thời gian. Đấy, và cái lệnh này là cái lệnh mà bổ sung phần tử vào b là không một thời gian.
Nhưng mà đây là hai vòng lồng nhau, vòng for và in lồng nhau, cho nên hai cái này nó gộp lại nó ra là không ON là bình phương thời gian. Đấy. Cho nên tổng kết lại cái C2 này là ON là bình phương thời gian. Đấy. Bạn thấy không? Nhưng cách thứ hai là khi mà chạy thực tế có thể là cách thứ hai nó chạy nhanh cách một một chút, có thể như vậy, tùy vào tình hợp trường hợp một nhé. Chúng ta cụ thể nó có thể được khác nhau một chút để đi sâu hơn vào nữa, nhưng mà tổng thể là cách thứ nhất là độ phức tạp thời gian là n bình phương và cách thứ hai vẫn là n bình phương. Giờ chúng ta sang cách cách thứ ba là dùng dùng cái hàm sắp xếp, được chưa? Thì ở đây cái lệnh sort mà chúng ta đã biết trong trong ở trong Python nó dùng cái thuật toán sắp xếp nhanh, cho nên đây nó sẽ là o o n log n thời gian. Như vậy này, n log n là bé hơn hẳn so với ô n bình phương nhé, cái này này. Bé hơn hẳn đối với n là n bình phương ở đây nhé. Rồi tiếp theo, tất cả các chỗ này nó chỉ là không một thời gian thôi, nó là cái lệnh đơn giản. Lệnh tiếp theo lệnh e for in range, đây này, lệnh này này nó chính là on thời gian, on thời gian. Hai lệnh này, cái chỗ lệnh này nó là ô một thời gian, trên cái chỗ này nó vẫn là on thời gian thôi. Nhưng mà thiện sau cái trên này, trên này là o log n xong rồi, sang cái này là on, vậy tổng hợp lại nó sẽ là o n log n thời gian đó. Như vậy chúng ta thấy là cách 3 là cách đã có cái thời gian chạy là hơn hẳn cách 1, cách 2 rồi, nó có cái độ phức tạp thời gian chỉ là n log n thôi. Như vậy học sinh làm cách 3 là sẽ tốt hơn hẳn cách 1, cách 2, nó sẽ vượt qua rất nhiều test hơn so với cách 1, cách 2, được chưa? Đấy. Bạn có hình dung được không? Nhưng mà chúng ta không cần phải test vẫn có thể chứng minh được. Thì đây mới là cái mà rất là mong muốn là trong tương lai là giáo viên chúng ta là nắm vững được những cái này trong tương lai, nhưng bây giờ là chưa đâu. Thì chính vì thế cho tôi đã phải lập ra một cái nhóm hay là một cái tủ sách có tên là CS4S. Chúng ta nhớ lại cái từ, tôi lập ra cái tủ S là CS4S, chính là gì? Là Computer Science for School, là khoa có tính ở trong nhà trường. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sang cách 4 nhá. Đây, cách 4 nhá. Cách 4 này, cái lệnh tạo một tập hợp rỗng là không một thời gian. Cái lệnh là for x in A, dạy chạy theo dãy A, lệnh này nên là O n thời gian. Được rồi, thế bây giờ sang phần lệnh tiếp theo là bổ sung phần tử vào S gì? Lệnh này chỉ mất không một thời gian. Đây là cái rất đặc biệt của tổng hợp. Mặc dù là khi chúng ta bổ sung S x vào S x nó phải so sánh với tất cả các phần tử của S. Rồi S có n phần tử thì muốn bổ sung x vào S gì? X phải so sánh với cả n phần tử của S gì? Được chưa? Như vậy về lý thuyết chúng ta thấy là cái lệnh về lý thuyết mà nói chúng ta hình dung ấy là cái lệnh này này. Lệnh S này nó phải là mất là ON thời gian. Đó, về mặt ta cho tưởng tượng như vậy, nhưng mà vì S là nó sử dụng cái cấu trúc tập hợp và nó sử dụng cái kỹ thuật băm, cho nên là nó không cần ON. Cho nên cái này là không đúng, mà chỉ là không một thời gian thôi. Suy ra thì như vậy là cái lệnh mà bổ sung phần tử vào S, S là n, n phần tử, lệnh này chỉ mất là không một thời gian trong trường hợp trung bình. Vậy suy ra cái trường cái này này nó sẽ là có cái thời gian là ON. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà đây là cái thời gian còn tốt hẳn cách 3 luôn. Cách 4 là cách 4 là cách chạy là nhanh nhất luôn, vì nó chỉ là tuyến tính n. Chứ học sinh nào mà dùng cách 4 là cực kỳ nhanh, sẽ qua được tất cả các qua tất cả các test và được điểm tối đa. Rồi cho sang cách 5 này. Cách 5 nhá, tạo ra một cái đích một cái từ điển rỗng, nó là không một thời gian nhé. For x in A, lệnh số 2, lệnh này cũng bắt là không không n thời gian. Tiếp theo là kiểm tra x gì not in D. Đấy. Thì bình thường mà kiểm tra một cái x gì mà không ở chân ở trong một cái đây là có n phần tử, thì lệnh này về mặt lý thuyết mà nói chúng ta hình dung nó là không n thời gian. Đấy. Nhưng mà không phải như vậy. Không phải như vậy là vì sao? Vì là D cái từ điển ở trong Python nó cũng sử dụng kia kỹ thuật băm, cho nên cái lệnh là x not in D, lệnh này chỉ mất không một thời gian thôi. Đấy. Lệnh này là không một thời gian thôi, cho nên suy ra tổng hợp lại
cả tất cả chỗ này của nó chỉ là không n thời gian. Đấy. Đó. Như vậy đối với làm cái C5 này chúng ta chỉ mất là tính tính thôi, chứ thời gian của nó cũng rất là tối ưu và sẽ được điểm tối đa. À, như vậy các bạn mình thử cái lại nhé, nhưng mà chúng ta không cần test, chúng ta biết ngay nếu học sinh nào mà làm với cách một cách hai sẽ là tồi nhất, không là ON là bình phương thời gian, như vậy nó chỉ làm được một số test ban đầu thôi, khi N khá lớn là nó chậm, không thể thoát được. N làm cách 3 nhanh hơn, như vậy là có là N log N thời gian tốt hơn hiện so với cách một cách hai. Cách 4 là cách tối ưu nhất là ON thời gian nhé, và cách thứ năm cũng là ON thời gian đó. Vậy sẽ có lại như sau, bài này tôi cho là 10 điểm nhé, thì là cách 1, cách 2 sẽ lại được 5 điểm, cách 3 đây là ON bình phương thời gian, nếu mà làm cách 3 sẽ được 8 điểm, đây là vì đây là ON log N thời gian, còn làm cách 4, cách 5 sẽ được 10 điểm. Nhưng mà tôi không cần chấm, tôi có thể chấm điểm được luôn, đây là ON thời gian. Đó, các bạn thấy không nào? Như vậy đây là một cách chúng ta phân tích mới, tiếp cận mới với việc phân tích thuật toán, và thậm chí là không cần test. Tuy là có test thì nếu mà chúng ta dùng test, dùng đo thời gian, chúng ta sẽ phân tích được kỹ rất nhiều lần nữa, và cái đó để sau đi. Nhưng mà đây tôi chỉ muốn nói là chúng ta nhìn tổng thể và phân tích một cái bài toán rất đơn giản của cái bài này. Như vậy ở đây nó có hai cái luận này, một cái luận nhất là một cái bài tập của nó có thể có rất nhiều cách cái giải khác nhau, chứ không phải chỉ một cách. Cách thứ hai là ngoài cái cách mà ý thứ hai, tôi nhớ lại hai cái ý mà tôi vừa mới chốt lại nhé. Như vậy là chốt lại này, ý thứ nhất ấy là một cái bài tập có nhiều cách khác nhau, có nhiều cách giải khác nhau. Mà không phải là cách nào mà khác nhau, nhưng mà nó là tối ưu không tối ưu khác nhau, mà rất đa dạng về tư duy thuật toán. Mà cái ý thứ hai mà tôi muốn nói là chúng ta sử dụng cái tư duy, sử dụng cái kỹ thuật hay là cái thuyết, sử dụng cái kỹ thuật phân tích thuật toán. Có thể đánh giá được thuật toán. Đánh giá được tính tối ưu thuật toán. Đấy. Cái ý tôi muốn nói là như vậy. Và đây là một cách mới. Tất nhiên là ý thứ ba nữa là về mặt lý thuyết chúng ta vẫn có thể vẫn có thể dùng test và máy đo thời gian để kiểm tra chương trình. Như vậy là nếu theo cách cũ chúng ta chỉ có một cách thứ ba là một cách duy nhất để kiểm tra học sinh thôi, và mọi học sinh sẽ được chấm điểm hoặc chấm điểm thông qua cái test này. Chúng ta cho 10 cái test, học sinh làm được thông qua, làm được cả 10 test sẽ được 10 điểm, làm được 8 test sẽ được 8 điểm, làm được 7 test được 7 điểm, và chúng ta không biết chúng ta làm như nào. Như vậy chưa chắc các em mà làm được 8 điểm là kém hơn so với em là 10 điểm đâu, vì bên trong các em nó có em bị nhầm lẫn cái gì đó thôi, làm thành ra các test này nó bị hỏng đi, còn bản chất cái ý tưởng thì cho là hay hơn các em được 10 điểm thì sao đó. Cho nên là cái thứ ba là cái chấm hộp đen, là cái chấm mà chúng ta không cần mở, chúng ta chẳng mở ra gì cả, chúng ta không kiểm soát được bên trong các em viết như nào, viết chỉnh có xấu xí hay là viết có thừa thãi cũng mặc kệ. Còn bây giờ chúng ta khác, chúng ta mở code ra, chúng ta xem chương trình và phân tích từng chương trình một, thì cái đó mới là cái hay. Theo tôi cái em đưa cái việc phân tích thuật toán xuống cho phổ thông là một ý rất đặc biệt, là một cái vụ cách mạng ở trong cái phần này, ở trong cái môn tin học này, đặc biệt là trong cái phần gọi là khoa máy tính ấy, hay là lập trình ấy, lập trình học sinh giỏi đấy. Từ trước nay chúng ta lập trình học sinh giỏi, trước nay chúng ta đều hiểu nôm na là gì, có thể có một ngạch gọi là lập trình
dùng từ gì nhỉ, dùng cái từ mà học sinh hay nói rồi. À, lập trình thi đấu, à, từ xưa chúng ta cũng từ là cho hiểu là gì, tức là lập trình trong học sinh cấp 3, tức là lập trình thi đấu. Đấy, ngày xưa chúng ta hiểu và chúng ta đóng hết lại, đóng gọi như là làm hộp đen, chúng ta không bao giờ mở ra. Và cho đó là giữa học sinh với nhau, giữa giáo viên với học sinh là hầu như không có cái chuyện phân tích thuật toán, không có, rất ít khi chúng ta làm những cái máy, à như vậy cái bài này làm thế này là đúng, làm thế này là không đúng, chỉ vì như vậy chúng ta không thích được, và như vậy không khích được học sinh là tìm tòi sáng tạo ra cách làm mới hay hơn, hay là phân tích giữa hai cái như thế nào. Tôi lấy ví dụ như bài này với bài số 1, số 2 cùng là ô n bình phương cả đấy, nhưng mà khi chúng ta mà test kỹ vào là rất khác nhau. Nếu cách một cách hai cùng là ô n bình phương cả, nhưng cách một nó lại tối ưu so một số cái dạng test này, cách hai lại tối ưu so một số dạng test khác. Như vậy là hai cái em mà làm ô n bình phương này thì điểm số mà khi chúng ta test bằng chương trình ấy là nó lại phụ thuộc vào cái test đó. Cái ông ra để test ấy, ông lại ra nhầm test theo cái hướng là tốt cho một và xấu cho hai, thì cái em hai lại bị thiệt thòi hơn, đúng không? Hay là cái test nó lại ứng với là ứng chỉ có tốt cho hai và xấu cho một, thì cái em C2 em là cái một lại lại điểm thấp hơn em đạt cái làm số 2. Mà trên thực tế một toán là hai học sinh này là phải bằng điểm nhau, vì hai em nó cùng làm toán cùng một độ phức tạp như nhau. Như vậy là hai em này về mặt lý thuyết là hai em này là có cái tư duy là ngang nhau và điểm số là phải như nhau. Nhưng hai em này nếu mà làm chương trình như này, nếu mà ta dùng test ấy, thì mỗi em có thể mỗi em điểm rất cao, mỗi em điểm rất thấp mà chúng ta không phát hiện được ra là vì sao lại như vậy. Nghĩ rằng như vậy coi là điểm cao hơn là học giỏi hơn thực, mà lại hay hơn, thực chất là hai em này là làm chỉ là như nhau về mặt tập toán. Đó, cho nên là cái việc mở mở chương trình ra là nó hay như vậy. Bạn thấy không nào? Nhưng mà đây tôi chỉ nói sơ sơ như vậy thôi để ra để các bạn thấy hấp dẫn hơn trong tương lai, là như vậy là khi chúng ta làm trong tương lai là tôi rất là mong muốn là đưa được những cái này vào trong nhà trường phổ thông, và đây chính là cái ý tưởng của cái chương trình phổ thông mới đấy. Thông mới chúng ta là đây là lần đầu tiên là đưa cái kiến thức CS vào trong nhà trường phổ thông. Nên nó có ba cái nhánh phân môn, một là DL là học vấn số hóa phổ thông, hai là ICT là ứng dụng công nghệ thông tin, và ý thứ ba là CS là học máy tính. Thì đây là cái hướng thứ ba. Thì hôm nay tôi rất là bìa hết thời gian rồi, tôi không đủ để mà định tôi lại làm ví dụ thứ hai nữa, nhưng mà chúng ta không 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 đủ. À, bài số 2 là bài này tôi về nhà nhé, các bạn tìm đi, các bạn tìm xem là bao nhiêu cách làm nhé. Đây. Bài số 3 này, bài số 2 này tôi cũng tìm được, bài thêm tôi cũng tìm được 5 cách, thì các bạn về nhà các bạn tìm thử nhé. Đây bài số 2. Cái bài ví dụ 2, bài tập 2 là cái bài này, có cái đề bài hơi giống trên nhưng thời gian nó khác nhau. Bài tập 2 là như sau này, là cho dãy số a nhé. Bây giờ yêu cầu là gì, yêu cầu là cần cần chỉ ra là dãy a là có bao nhiêu, có những cái phần tử có bao nhiêu giá trị, và cái số lần lặp, số lần xuất hiện của các giá trị này. Ví dụ nhé, đây ví dụ là với đây tôi lấy ví dụ nhé, ví dụ là a chúng ta như là a bằng này, lấy ví dụ nhé, a bằng là một này, không này, hai này, một này, bốn này, ba này, không này, một này, hai, một. Đó thì là bài. À, chúng ta là phải đưa ra các dãy các phần tử khác nhau của a và số lần lặp của giá trị đó. Mình phải đưa ra một hai dãy. Thứ nhất là giá trị, hai là số lần lặp. Phải in ra được hai dãy này nhé. Đây, in ra như này. Đây, ví dụ như là một thì nó có là 1 2 3, in ra là 4 lần gặp số 1. Với số 0 là 2 lần gặp số 0. Đấy, với số 2 là 2 lần gặp số 2. Với số 4 là 2 lần gặp số 4, và với số 3 là 1 lần gặp số 3. Phải in ra hai đá như này. Như vậy là cột bên trái
là các phần tử khác nhau của A, và bên phải là các số lần lặp của giá trị đó trong dãy A. Như vậy trong dãy A là số 1 lặp 4 lần, số 0 lặp 2 lần, không lặp 2 lần đây, đúng không? À, số 2 lặp 2 lần, là số 4 lặp 2 lần và số 3 gặp lặp 1 lần. Thì bài này nó hơi hơi giống bài lúc nãy nhưng mà cách làm nó khác một chút, chúng ta phải tính toán phức tạp hơn một chút. Và bài này với các bạn làm mà về nhà nhé và được kiểm tra xem là mình làm được bao nhiêu cách nhé. Thì bản thân tôi tìm là 5 cách. Thì các bạn mình làm, các bạn tự tìm thử xem. Giống bài trên là có 5 cách, bài này cũng có 5 cách. Và các bạn có thể tìm thêm, tôi thấy là còn hơn nữa chứ không chỉ 5 cách, để có rất nhiều cách khác nhau nữa. Và chúng ta cố gắng làm tìm các cách và phân tích được thuật toán của từng cách một và chỉ ra cách nào là tốt nhất, cách nào là không. Đấy, các bạn chú ý nhé. Thì như vậy là một thuật toán mà tôi yêu khi mà nó là có thời gian chạy là nhanh nhất, và thật ra thêm một yêu nữa là có cái không gian sử dụng là ít nhất. Đó là thông thường cái nguyên tắc tôi yêu của thuật toán là như vậy. Nó có hai cái tiêu chí, cái tiêu chí đánh giá nhé, tiêu chí đánh giá thuật toán là một là cái thời gian chạy hay là cái độ phức tạp thời gian, độ phức tạp thời gian, độ phức tạp thời gian cho nó thuộc cái mức nào, nên là ON hay là O của N log N hay là O của N bình phương hay là gì đó nhé. Cách thứ hai là cái không gian thực hiện, không gian sử dụng hay bộ nhớ đấy, không gian sử dụng nhiều hay ít, có dùng thêm bộ nhớ trung gian hay không, là dùng thêm nhiều hay là ít như vậy. Thế nhưng mà ở đối với học sinh phổ thông thì cái này chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta chỉ quan tâm đến thời gian chạy này thôi. Coi như là không gian sử dụng chúng ta dùng vô tư đi, không gian là dùng là thoải mái dùng đi, không tính, không tính. Ta vào nhà làm từ bài này nhé, và ai làm sẽ đưa lên nhóm ta kiểm tra. Rồi thôi được, hôm nay là tôi sẽ dừng ở đây nhé, và biết các bạn có hỏi gì không tôi trả lời ngay bây giờ. Có ai có hỏi gì không? Dạ thưa thầy, em xin mấy cái bài tập thầy đã làm rồi á, cho tụi em mấy cái À thế file đó là cái thầy. phần mà tôi đưa lên nhóm rồi gì? Dạ những cái bài tập Ok ok mà rồi rồi tôi trong nhớ rồi. thời gian qua thầy Rồi dạy tôi á. sẽ khi nào tôi sẽ ngồi tôi làm tôi gửi cho các bạn nhé. Những bài mà tôi gửi lên nhóm đều là những bài tôi nói dễ dễ nhé, đơn giản. Những cái bài ví dụ trong quá trình thầy dạy luôn á thầy. À có trình nhé, có trình nó thì tôi có hết rồi, tôi sẽ gửi cho các bạn nghe. Hôm nay tôi sẽ gửi cho các bạn toàn bộ các cái thư mục mà chứa toàn bộ các cái video này, chứa toàn bộ các cái file mà tôi ảnh này, cái file lên cái bảng này, cái bảng của tôi này, và các file ví dụ tôi gửi cho các bạn hết nhé. Chúng ta có ai hỏi gì nữa không ạ? Tôi luôn là vì tôi vẫn về lý thuyết tôi vẫn cố gắng hỗ trợ cho toàn bộ cả các cả nhóm chúng ta, nên ai có hỏi gì các bạn có hỏi lên nhóm tôi vẫn trả lời nhé, hoặc các bạn hỏi lên nhóm chung cũng Thầy được, hoặc là hỏi lên nhóm của lớp mình cũng được nhé. thầy 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 cùng cái màn hình lên cho em của chị kẹo Gì cơ, nhỏ quá. thầy nhờ thầy kẹo cái màn hình lên cho chị Bài này mình đang này cái gì, bài này tự nhiên thoại đưa lên gì nữa, giờ kéo lên một tỷ kéo lên nè. Ở đây cái gì, dạ, lên được tỷ chưa? giờ đưa rồi dạ rồi Bản thân cái ảnh này tôi sẽ đổi ra, chuyển ra PDF cho các bạn. Như vậy tôi chưa có 12 cái file PDF đấy. Gửi nhé. Hello thầy Rồi. ơi, thầy có thể cho xin thêm một buổi về cái tất cả các bài tập, dạng bài tập tổng hợp đó thầy, Bài tập nào? dạng bài tập tổng hợp từ đầu tới giờ về lý rồi rồi bài tập hàm nữa thầy, thì cho xin cho tụi em xin thêm một buổi về cái bài tập dạng tổng hợp đó thầy. Ủa, mà ý là bạn là cái tất cả các dạng bài tập cái gì? Ui không Dạ không đúng không thể rồi có ở đâu, không thể, nó bài tập của nó thì nó vô cùng nhiều, nó vô hạn, làm sao mà lên tôi liệt kê được. Tôi chỉ liệt kê ra là chỉ đầu mình nghĩ ra cái gì, mình nghĩ ra một vài cái đơn giản thôi, chứ nó không thể liệt kê hết ở đâu, nó nhiều kinh khủng luôn đấy.
tất cả ngay cả tất cả các cái bài thi thi học sinh giỏi xưa này, tất cả các bài thi toán thi tin quốc tế đều được quay đi còn lại, chỉ có là hàm là một, dãy là hai và sâu là ba, còn gì ba đó là ba cái dãy và sâu là kiểu dữ liệu cơ bản nhé, rồi là hàm là cấu trúc để mô tả cái chương trình nhé, thì ba cái đó là tạo ra ba công cụ đó là tạo ra tất cả các cái loại bài tập khó là xưa này. Đấy, tại sao mà tôi có thể, tôi là sao tôi đục số đông mà tôi có liệt kê hết được, khó lắm, thấy không nào? Đây là chỉ là phần cơ bản thôi, vì những cái phần mà bài đưa lên cho các bạn là những dạng bài cơ bản đấy, các bài cơ bản thật ra tôi mà ngồi vào liệt kê ra tôi có liệt kê là nhiều nữa nhưng mà mất thời gian lắm, còn không hết đâu các bạn ạ, nhiều lắm, vì thật ra tới tới đây là về lý thuyết là các bạn phải làm được mọi bài tập, mọi bài tập. Tức những cái phần mà tôi nói, mai tôi nói thêm là tôi nói thêm các bạn cái phần liên quan đến xét, liên quan tập hợp và từ điển thì nó khó rất là nhiều lần, thì đúng là những bài tập đó là những bài tập lời giải, đó là lời giải khó dù là dù đơn giản, như vậy là hai cái lời giải mà ứng với cái C4 C5 là lời giải mặc dù nó rất đơn giản thôi, đơn giản thôi nhưng mà nó là thực sự là nâng cao hai cái này này đấy, mặc dù rất đơn giản thôi đòi hỏi chúng ta phải có cái hiểu biết về về tập hợp và về từ điển, mà phải hiểu biết được ý nghĩa của nó vì sao nó lại nhanh như vậy. Đấy, ví dụ như đây này, cái lệnh ép này, cái lệnh lệnh mà bổ sung phần tử vào tổ hợp nó chỉ mất không một thời gian thôi. Đấy, chỗ này là chỗ phải phải là người có hiểu biết, phải là phải tìm hiểu nhiều hơn nữa chúng ta mới thấm được cái này. Và bây giờ tôi nói này các bạn vẫn hiểu thôi nhưng mà các bạn chưa thấm đâu, các bạn phải làm nhiều một tập nữa mới thấm. Hay đây cũng vậy, cái lệnh mà x not in d này là cái lệnh mà nó chỉ mất không một thời gian thôi, là cái lệnh mà cũng là khó hiểu lắm chứ không không dễ đâu nhé. Nó phức tạp lắm con ạ, nhưng mà đây tôi chỉ nói là ở mức độ đơn giản nhất thôi nhé. Như vậy rất khó, nếu mà cần thì tôi sẽ có những buổi phụ đạo khác chung như toàn bộ, có thể một buổi khác tôi sẽ giải các bài tập khác, hoặc là các bạn yêu cầu thì tôi sẽ có một buổi tôi nói các bạn nhập môn về cái việc là cần phải nhập môn cái chuyện là gì, nhập môn cái chuyện là cách cách tính thời gian chạy của một toán như thế nào, thế nào là độ phức tạp của toán là gì, thế nào là trường hợp mà tốt nhất, trường hợp trung bình, trường hợp xấu nhất, vẫn còn nhiều vấn đề lắm, vấn đề liên quan đến thuật toán nhé. Thì cái phần như phần này sẽ dạy phần về thuật toán này sẽ được học trong chính lớp 11 đấy nhé. Tôi nói trước Thưa ơi. thầy ạ, thầy ơi, đến sang năm có cái sách mới của lớp 11 thì thầy tổ chức một cái lớp như thế này để phụ đạo cho chúng Tất em và nhiên cô rồi, bạn. tất nhiên chứ, hiển nhiên rồi. Sang năm sách lớp 11 mà đều là mới cả Đúng đối với đúng bọn đúng em, là đúng. toàn là kiến thức Sang năm mới. thì tôi nghĩ các bạn là đúng là phải, vì sang năm là chúng ta rất là mới, cho nên các bạn cần phải học nhiều hơn nữa. Năm nay là các bạn còn đỡ hơn, các bạn có cái còn có các Pascal để các bạn so sánh đúng không nào? Còn năm sang năm là hoàn toàn mới tinh thì các bạn sẽ phải học rất là nhiều. Thì tôi sẽ mở Thì thêm nhiều lớp cho các như bạn được chọn nhé. thì thầy sẽ tổ chức cái lớp nó sớm hơn một chút so với, Được được. nếu có thời gian thì về tổ chức sớm hơn, kiểu kết thúc trước ngày tháng 9 Được chẳng hạn, được được. thì cả Đồng ý nhé. Ừ. và thầy thông báo trên nhóm cho giúp Ok chúng ok em với ừ thầy ừ được. tham khảo. Thậm chí là vào năm học một thời gian thì đó các bạn thích tôi có thể mở luôn lớp thuật toán này cho các bạn. Vào năm học mà mới này khoảng 1 2 tháng ổn định đi. Các bạn yêu cầu tôi sẽ mở luôn cái lớp tiếp theo là cái mở luôn lớp là nhập môn thuật toán bắt đầu thôi, để cho các bạn biết là cách phân tích thuật toán trên trên Python như thế nào. Thì các bạn đã hòm hòm, các bạn đã khá nhuần nhuyễn về list này, về sâu này, về hàm rồi, thì lúc đó chúng ta có thể học được phần đó, học được cái phần nói về cái cách phân tích thuật toán trong 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 Python như thế nào, như vậy tôi đang làm ở đây này. Đó. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ nhé. Ừ. Vâng, Ừ, em cảm ơn chào các thầy ạ. bạn nhé. Thank you.